Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Louis. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn hai chi nước hoa, một của nam và một của nữ. Phải nói đây chính là một cặp đôi huyền thoại trong làng nước hoa. Và trên tay mình đây đó chính là hai cây nước hoa của nhà David Dove, Cool Water và Cool Water for Women. Thì đối với bản dành cho nam này, cái bản gốc thì nó được ra đời vào năm 1988. Và đối với phiên bản dành cho nữ, nó được ra đời vào năm 1996, tức là đâu đó khoảng rất là lâu rồi ha. Thậm chí rằng là nó còn lớn hơn khá nhiều bạn đang xem cái video này nữa. Thì đối với mùi hương của hai cây nước hoa này thì phải nói nó thuộc hàng kinh điển rồi, nó thực sự gọi là một huyền thoại luôn. Có thể rằng các bạn sẽ cảm nhận rằng cái mùi hương này nó rất là quen, nó không có gì đặc biệt cả. Tại vì sao? Tại vì cái mùi hương này thứ nhất là được ra đời rất là lâu, đó khoảng tầm vài chục năm về trước rồi, nên là cái mùi hương này nó gây được ấn tượng rất là mạnh đối với người tiêu dùng, nên là các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi hương này nó rất là quen. Tại vì có rất nhiều hãng mỹ phẩm họ đã bắt chước theo những cái tông mùi này, nên là các bạn thấy trong cuộc sống này các bạn thoang thoảng đâu đó và sẽ ngửi thấy được hai cái mùi hương của chai nước hoa Cool Water này. Nên là các bạn đừng có ngạc nhiên mà nói rằng là cái mùi chai nước hoa này nó giống với mùi của những loại mỹ phẩm khác, mà phải nói chính xác hơn là những cái loại mỹ phẩm mà các bạn đang nhìn thấy hàng ngày đó, nó đang bắt chước theo cái tông mùi của nhà Cool Water. Đầu tiên là mình sẽ nói về ngoại hình trước đi ha. Thì ngoại hình của hai cây nước hoa này, thứ nhất là đối với cái chai dành cho nam, các bạn cho nam á, cái tay mình là chai 200ml ha, 200ml, nên là nó sẽ hơi lớn hơn, nó hơi to hơn so với bản dành cho nữ là 100ml. Về cái hình dáng ngoại hình bên ngoài thì cái chai dành cho nữ nó có cảm giác rằng nó đều đà hơn, nó đặc biệt hơn. Còn đối với chai của nam thì nó rất là đơn giản và rất là mạnh mẽ, gọi là cục mịch á. Tuy nhiên về cái phần hoàn thiện thì mình đánh giá chai của nam rất cao và chai của nữ thì mình lại đánh giá khá là thấp. Đối với vỏ chai của nữ nhìn thì cảm giác rất là đặc sắc, rất là lạ, rất là đẹp mắt. Tuy nhiên rằng là cái độ hoàn thiện, cái tuy là cái thân chai là bằng thủy tinh nha các bạn, nhưng mà khi các bạn cầm vào các bạn sẽ cảm nhận rằng nó giống như là bằng nhựa vậy các bạn. Trừ khi nào là các bạn cầm, các bạn gõ vô thôi ha, các bạn nghe thử nè, thì các bạn mới cảm nhận được nó bằng thủy tinh. Còn nếu lần đầu các bạn cầm vào, các bạn rất dễ hiểu lầm rằng nó là nhựa. Còn đối với chai dành cho nam thì không thể nào lầm đi đâu được. Cái vỏ thân chai rất dày, các bạn nhìn thấy nó giống như là những cái chai dầu gội đầu hay là gì đó, nhưng mà nó bằng thủy tinh nha các bạn, và rất dày luôn bạn, rất dày và rất chắc tay. Nếu mà các bạn nhắm mắt lại và các bạn chỉ cầm vào hai chai này thôi thì các bạn không thể nào hình dung được rằng là hai chúng nó cùng một màn sinh ra. Nên là đối với chai dành cho nữ thì mình cảm giác rằng cái chất liệu hoàn thiện của nó hơi bị phèn tí xíu ha. Còn đối với chai của nam thì rất là ok, không có gì để bàn về phần ngoại hình của em nó cả. Riêng về cái dòng nước hoa Cool Water này thì mình sẽ không quá đề cập nhiều về nốt thương, tại vì mình nghĩ rằng nó sẽ không phù hợp đối với cái dòng chai nước hoa Cool Water này, mà mình sẽ đem đến cho các bạn cái sự liên tưởng gần nhất trong cuộc sống để các bạn có thể cảm nhận được, các bạn hình dung được cái mùi hương của hai em Cool Water này nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ thử cái chai dành cho phiên bản cho nam ha. Đối với chai phiên bản dành cho nam này, nếu mà các bạn vừa mới xịt ra tức thì luôn, các bạn vừa mới xịt ra thì cái mùi hương các bạn cảm nhận được cái nốt mà rõ rệt nhất á, nó là cái nốt của hoa lavender. Nhưng mà tuy nhiên bạn sẽ không còn chú ý tới cái nốt hoa lavender này nữa đâu, mà các bạn, tại vì cái mùi hương, cái tông nó trỗi dậy nó rất là quen thuộc. Phải nói chính xác hơn, nó gần giống như cái mùi dầu gội đầu Romano á. Dầu gội đầu Romano dành cho nam, khi các bạn vừa mới xịt ra các bạn sẽ cảm nhận cái mùi hương rất giống như thế. Và khoảng một thời gian ngắn sau đó, khoảng tầm 10 đến 15 phút sau thì cái mùi hương nó dần dry down, nhẹ xuống một tí xíu. Lúc này cái nốt dầu gội đầu Romano nó không còn nữa, mà nó chuyển qua một cái nốt hương khác. Nó giống như nhiều người nói rằng là nó giống với cái nốt, cái mùi bột giặt, nhưng mà theo mình thì nó không giống bột giặt lắm, mà nó giống như cái mùi quần áo mà các bạn mới vừa giặt xong á. Các bạn vừa mới giặt xong và các bạn lấy ra khỏi máy giặt mà chuẩn bị đem phơi á, thì cái mùi của Cool Water này nó giống với cái mùi quần áo vừa mới giặt không. Mình cảm nhận rõ rệt nhất nó là như thế. Nên đối với Cool Water, nó tạo nên một cái cảm giác rất là sạch sẽ và rất là thanh mát. Nó không tạo một cái, nghĩa là tại thời điểm hiện tại bây giờ, nó không còn cái mùi này, nó không còn độc đáo nữa, nó không còn lạ nữa, nó không còn hay nữa. Nhưng nó tạo ra một cảm giác rất là mát, rất là men, rất là sport và rất là sạch sẽ luôn. Nên là mình nghĩ rằng đây chính là cái điểm mạnh lớn nhất của Cool Water. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với chai nước hoa Cool Water dành cho nữ thì xem cái mùi hương của nó như thế nào, nó có gần giống đối với phiên bản nam hay là không.
Đối với phiên bản nữ này thì các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều cái combo hoa trong cái chai Cool Water phiên bản woman dành cho nữ. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thử xem sơ qua cái lip, cái gọi là lip cắt nốt thương của Frantica họ lip ra ha. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều nốt trong cái chai nước hoa Cool Water phiên bản dành cho nữ này. Rất là nhiều hoa. Nhưng mà thực tế rằng là cái mũi của các bạn rất khó có thể nào mà có thể cảm nhận được hết tất cả những loại hoa như thế này. Nhưng mà cái mùi mà các bạn cảm nhận rõ rệt nhất mà các bạn dễ hình dung ra đó chính là cái mùi nó giống như cái mùi dầu gội sinh siêu vậy ạ. Nhưng mà nó sẽ hơi khác một tí xíu, nó không phải là cái kiểu mà các bạn mở cái chai dầu gội sinh siêu của nữ ra mà các bạn ngửi, không phải. Nó giống như là tóc của các bạn nữ mà vừa mới gội đầu xong á, vừa mới gội đầu xong mà tóc còn ướt á, mà lúc đó các bạn bắt đầu lau khô và hong khô tóc á. Cái mùi hương của Cool Water phiên bản dành cho nữ nó giống như thế. Nó giống như cái mùi tóc mà các bạn gội với dầu gội, cái kiểu giống như là dầu gội sinh siêu á. Bạn vừa mới gội xong, cái tóc còn ướt mà các bạn dùng khăn, các bạn lau, các bạn hong khô, thì cái mùi của phiên bản nữ Cool Water nó giống như thế. Nên là ở đây nó tạo ra một cảm giác gì? Nó không tạo một cảm giác đặc biệt, nhưng mà nó tạo một cảm giác sạch sẽ. Tại sao? Đâu có ai mà vừa mới tắm xong, vừa mới gội đầu xong hay giặt đồ xong mà không sạch đâu, đúng không? Nên là cái chủ điểm của cái dòng Cool Water này, nó tạo ra một cảm giác tươi mát, một cảm giác sạch sẽ là như thế. Nó rất đơn giản nhưng rất là hiệu quả, đối với mình là như vậy. Và đối với Cool Water dành cho nam thì cái mùi hương nó mang cảm giác rất là nam tính. Tuy nhiên là cái nam tính ở đây nó không phải là cái kiểu trầm và tối nha các bạn. Nam tính ở đây là nam tính gọi là cái tông nó sáng, chứ nó không bị tối như những cái nước cái nước hoa mà nó có cái nốt trầm hay nốt thuốc lá hay là nốt gỗ ấm nha. Nam tính nhưng mà cái nốt rất là sáng. Và ngược lại, đối với nước hoa của Cool Water dành cho nữ thì nước hoa nó rất là nữ tính. Cái kiểu hai dòng nước hoa này nó không có cái kiểu mà gọi là lưỡng lượng ở giữa unisex, một cái rất nam tính, một cái rất nữ tính. Thường thì những lúc mình hoạt động thể thao hoặc là mình đi làm job bên ngoài trời mà nó có khả năng ra nhiều mồ hôi thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn Cool Water sử dụng. Tại sao? Có thể rằng nó không đặc biệt, tại lúc này các bạn không cần cái sự đặc biệt, cái sự gọi là tạo chú ý trong lúc đông. Nhưng mà cái điều các bạn cần quan tâm nhất đó là gì? Khi mà các bạn tiếp xúc với người khác, bất kỳ một người nào đó họ tiếp xúc với bạn, trong lúc tuy là bạn mệt mỏi, tuy lúc đó là bạn gọi là có thể rằng đổ mồ hôi, có thể là không có tự tin về gọi là về cái ngoại hình của mình lúc đó, nhưng mà nó vẫn mang đến cho các bạn một cái sự sạch sẽ, một cái sự tươm tất. Lúc này nó sẽ lấy lại cái sự tự tin dành cho bạn rất là nhiều. Nó không giống như một cái kiểu mà gọi là một mùi hương mà tạo ấn tượng mạnh, không. Cool Water nó là một mùi hương tạo nên cái sự sạch sẽ, cái sự tươm tất. Có thể rằng là các bạn sẽ không thích, có thể các bạn sẽ không ưng ý đối với cái mùi hương của dòng Cool Water của nhà David Dove này. Nhưng mà mình chắc hẳn rằng 99,9% các bạn không thể nào ghét được cái mùi hương của nó. Nó rất đa dụng, thậm chí nó rất quen mà hầu như các bạn ngửi thấy nó hàng ngày mà đôi lúc các bạn không hình dung ra, các bạn không nhận ra thôi ha. Đối với mình cảm nhận đối với hai chai Cool Water là như thế. Về cái độ bám tỏa hương thì nó lưu hương trên da mình ở đó khoảng tầm là 5 tiếng thôi, khoảng đó, nó không quá nhiều. Và độ tỏa hương chỉ đâu đó khoảng tầm nửa cánh tay đổ lại. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với một cái loại chai nước hoa mà ra đời rất là lâu rồi, đâu đó khoảng tầm mấy chục năm rồi, và cái mức giá của em nó là cực kỳ rẻ các bạn, đâu đó khoảng tầm dưới 1 triệu, còn mấy trăm thì mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà dưới 1 triệu, thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin mà các bạn xịt nhiều 5 sót, 10 sót luôn chẳng hạn, mà không sợ bị thốn tiền, và cũng không thể nào mà cái mùi hương, đối với mùi hương đặc trưng của nó không thể nào tạo cái sự cảm giác khó chịu, cảm giác nồng gắt so với những người xung quanh mà khi họ tiếp xúc trong cái không gian của bạn được. Đây chính là cái điểm mạnh lớn nhất của Cool Water. Và cuối cùng, đối với mình, Cool Water nói chung và Cool Water cho nam hoặc cho nữ nói riêng đều rất là xứng đáng so với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Rất rẻ, rất hiệu quả, rất đa dụng vào những lúc thời điểm mà các bạn không biết sử dụng gì, không biết sử dụng cái nước hoa nào cho nó phù hợp, mà chỉ cần một sự đơn giản, một sự sạch sẽ thôi, thì Cool Water lúc này đã làm rất là tốt cái vai trò của nó. Mình rất là high recommend cho các bạn nên thử qua cái dòng Cool Water của David Dove này. Và nếu những bạn nào có quan tâm đến nước hoa, có nhu cầu về chai phui cũng như chai chiết thì có thể tham khảo bên chỗ bạn Cường ha. Link chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Và đây là toàn bộ cái nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.